Okay, so hello everyone, hello my dear students, the students of grade 4. Xin chào các con học sinh lớp 4. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các con nội dung và nội dung phần từ vựng này và cấu trúc câu của đơn vị bài học số 3 trong chương trình sách giáo khoa của các con. Với chương trình sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm Unit 3, What day is it today? Và tên của bài học là chúng ta sẽ nói về What day is it today? Có nghĩa là hôm nay là ngày nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ nói về các thứ ở trong tuần, các con nhé. Vậy chúng ta sẽ có một cái khái niệm thời gian mới, đúng không? Thì cô giáo sẽ vào thể ghi nhớ và các con chú ý là chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? English. Chúng ta sẽ có cái cách đọc từ, đúng không? Đương nhiên là trong video thì cô sẽ thêm vào trong thẻ học của chúng ta, cô sẽ thêm vào trong thẻ học của chúng ta cái đường link để dẫn đến cái bài học này. Và các con có thể làm gì? Nghe, nói, đọc, viết với cả các cụm từ chúng ta có bằng cách chúng ta học các cái phần, ví dụ như là thẻ ghi nhớ này, ví dụ như là học này, kiểm tra, ghép thẻ, đúng chưa nào? Ok, rồi cô chúng ta sẽ bắt đi từ từ đầu tiên các con nhé. Các con vừa nghe thấy và chúng ta có thể thấy đó là từ English. English, một cái môn học của chúng ta rất là say mê, chúng ta rất là mong muốn để cải thiện được cái kỹ năng và kiến thức của các con, đúng không? Chúng ta có từ English. English. Ok, next we have Monday. word Monday. Ok, đây là ngày thứ hai và ngày đầu tuần, và các con có rất là nhiều kế hoạch, rất là nhiều dự định. Và con nghe của đó là Monday. Ok, và con nghe giọng của người Mỹ này, Monday. Monday. Alright, Monday. Monday. Tiếp theo ngày thứ hai chúng ta sẽ có từ Tuesday. Tuesday, đó là ngày thứ ba. Tuesday. Tuesday. Ok, Tuesday. 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 Alright, tiếp theo đó là ngày thứ tư, đúng không? Là một ngày giữa tuần và chúng ta có rất là nhiều những cái năng lượng cho cả một tuần làm việc. Các con cùng nghe nào. Wednesday. Yeah, Wednesday, okay, Wednesday, Wednesday, alright. Rồi tiếp theo chúng ta có ngày thứ năm, đúng không? Là cái ngày các con đi đến trường với nhiều thật nhiều niềm vui. Và chúng ta có Thursday. Thursday. Ok, cô sẽ tiếp tục video với của chúng ta với các cụm từ chúng ta có nhé. Chúng ta có từ Thursday, các con nhìn miệng của giáo đọc và chúng ta sẽ phát âm đúng theo chuẩn. Để chúng ta đọc từ một cách chính xác. Thursday, ok, Thursday. Tiếp theo chúng ta có thứ sáu, đó là từ Friday. Friday, ok, Friday, Friday. Alright, các con nhìn thấy đúng không? Friday. Chúng ta có ngày thứ bảy, một ngày cuối tuần, đúng không? Saturday. Saturday, ok, Saturday, Saturday. alright, Saturday or Saturday. Và chúng ta có ngày chủ nhật Sunday. là Sunday. Ok. Rồi ngoài ra chúng ta có hai ngày Saturday and Sunday Weekend. means weekend. Weekend. Đây đó là ngày cuối tuần, đúng không? Saturday and Sunday. Alright. Rồi vào các ngày cuối tuần, và ngoài cái việc học ra thì còn có rất là nhiều các hoạt động khác, đúng không? Chúng ta có cây đàn nữa này, tây ban cầm, hay người ta gọi là Guitar. guitar, ok, guitar, right, guitar. Guitar. Giờ này rất là dễ thôi, là các con đọc viết như nào, con đọc cái gì như thế, guitar, right. Rồi chúng ta có từ ngày hôm nay, đó là từ Today. today, con nhé, today, Today. alright. Rồi chúng ta có các gì, ngày trong một tháng, người ta có là từ Date. date, ok. Date, ngày trong một tháng, còn thứ trong tuần thì nó là day, đúng không? Còn ngày trong tháng, ví dụ như là ngày 16, ngày 15, ngày 11 thì sẽ là date. Đúng chưa? Chúng ta có cái từ rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không? Những người chúng ta rất là yêu quý, rất là thương yêu. Đó là từ grandparents. Grandparents, ok? Grandparents. Rồi chúng ta có đó là gì? Khi mà hỏi một ai đó vào vào làm việc gì vào vào ngày cuối, chúng ta sẽ tiếp tục các con nhé. Khi con muốn hỏi một ai đó
làm việc gì đó, đúng không? Thì ta sẽ hỏi là, thì cô sẽ đi qua cụm từ này. Chúng ta hỏi là gì? Ngày hôm nay là ngày 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 nào? What day is it today? Okay. What day is it today? What day is it today? Và chúng ta đưa ra câu trả lời đó là gì? Tùy vào hôm nay là thứ mấy. Tùy vào hôm nay là thứ mấy mà con đưa ra đúng không? It's Monday, it's Tuesday, it's Wednesday, etc. Đúng chưa? Rồi còn và đương nhiên là khi mà hỏi là con làm việc gì vào ngày thứ mấy thứ nào, chúng ta sẽ hỏi là gì? What do you do on Monday? Okay. What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? Thì con sẽ gạch chân vào từ Monday. Để chúng ta sẽ làm gì? Để thay thế từ Monday, không phải là Monday mà là Tuesday, Wednesday và các cái cụm từ khác nữa. Và với câu trả lời thì con thể là play football, đúng không? Watch TV, play the guitar, listen to music. And we have the word in the afternoon là vào buổi chiều đúng không các con? Ngoài ra con có thể nói gì? Vào buổi sáng, vào buổi tối và vào các cái buổi khác nữa. Đúng không? Như vậy, chúng ta đã đi qua 16 cái cụm từ và cấu trúc câu quan trọng nhất của bài học số 10, của bài học số 3. Và cô giáo hy vọng rằng là các con qua sẽ gửi đường link của thẻ học này thì các bạn sẽ vào và các bạn sẽ học phần kiểm tra này, phần học này, phần ghép thẻ để con có những kiến thức cơ bản và cốt lõi nhất và đặc biệt là có thể cải thiện được cái kỹ năng về ngôn ngữ của con. Đương nhiên là tiếng Anh của chúng ta rồi đúng không? Ok, thank you very much and see you in the next video. Bye.